Bộ Tài chính Hàn Quốc vừa cho biết là Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay nhờ vào xuất khẩu tăng. Dự báo mới nhất thì cũng phù hợp với dự báo của Chính phủ Hàn Quốc, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK, dự báo nền kinh tế sẽ tăng trưởng 2,5% và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo mức tăng trưởng là 2,3%. Xuất khẩu một động lực tăng trưởng quan trọng của Hàn Quốc. Trong tháng 6 của năm 2024 đã tăng 5,1% so với cùng kỳ của năm trước lên 57 tỷ đô la Mỹ, ghi nhận mức tăng tháng thứ 9 liên tiếp do xuất khẩu chip tăng 50,9% lên mức cao nhất từ trước cho đến nay trên cơ sở hàng tháng. OECD cũng duy trì triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2025 của Hàn Quốc ở mức là 2,2%. Tiêu dùng và đầu tư tư nhân sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi lạm phát, tích lũy và lãi suất cao, nhưng mà nhu cầu trong nước thì sẽ bắt đầu tăng mạnh từ nửa cuối của năm nay. Dự kiến lạm phát tại Hàn Quốc năm nay sẽ ở mức là 2,5%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 5 của năm 2024.